Xin chào các anh. Hôm nay shop phụ kiện xì gà mang tới cho các anh một cái set phụ kiện gồm 4 món đầy đủ để hút xì gà. Một là ống đựng, hai là dao cắt xì gà, ba là cái bật lửa khó, thứ tư là cái gạt tàn xì gà. Sau đây em sẽ giới thiểu từng món riêng biệt cho các anh có thể xem nhé. Đầu tiên là cái gạt tàn. Em lấy ra cho anh cái. Đây là dòng gạt tàn một điếu, được sơn tích điện nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái màu sắc nhé. Phía sau được mạ một lớp vàng hồng nhìn rất là đẹp và sang trọng, rất là thích hợp để bán khách. Sản phẩm này của hãng Havana, Cuba chính hãng anh em nhé. Đây anh em có thể nhìn thấy cái hãng này. Rồi thứ hai là cái dao cắt. Dao cắt cũng được mạ một lớp vàng hồng, rất là đẹp ở đây. Hai cái chuôi này được vàng hồng. Và anh em chỉ cần bỏ cái điếu xì gà vào đây để cắt thôi. Đấy, bỏ vào đấy cắt thôi. Rất là bén. Thứ ba là cái bật lửa khò. Bật lửa khò thì anh em chỉ cần mở cái nút này ra, bấm như này. Đây là dòng khò hai tia, rất là mạnh. Và cái cường độ khò nó rất to nên anh em có thể châm cái điếu xì gà rất là nhanh. Đó. Thứ tư là cái ống đựng nhé. Cái ống đựng này là ống đựng một điếu, dòng một điếu và có cái đầu lộ thiên. Anh em có thể xem cái hình lộ thiên đây. Đây sản phẩm của cô ấy ba. Phía dưới là có những cái thông tin cũng như là những cái hạt giữ ẩm ở dưới này được tích hợp hết rồi, nói chung là đầy đủ hết cho anh em rồi. Cái bộ sản phẩm này thì là hàng chính hãng và có giá là 2.050.000 đồng, bao ship toàn quốc, rất là thích hợp cho anh em để mua về làm quà tặng hoặc sử dụng anh em nhé. Vì cái dịp Tết sắp đến nên em tung những cái hàng xì gà này và để anh em có thể tặng, vì cái thời điểm tặng quà thì quyết định đến 90% cái món quà mà anh em tặng anh em nhé. Để đặt hàng hoặc là tư vấn thêm thì anh em chỉ cần comment cái số điện thoại dưới phần bình luận thì bên em sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn trực tiếp cho anh em hoàn toàn miễn phí. Ok, chào anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video.